Thưa quý vị, thưa các bạn, nhằm đẩy mạnh hơn nữa việc triển khai các hoạt động sản xuất và tiêu dùng bền vững năm 2024, Bộ Công Thương sẽ tiếp tục phối hợp với các bộ, cơ quan, ban ngành và địa phương triển khai đẩy mạnh tuyên truyền, nâng cao nhận thức về việc thực hiện chương trình hành động quốc gia về sản xuất và tiêu dùng bền vững tại các địa phương, nhằm từng bước thay đổi thói quen tiêu dùng của các tầng lớp nhân dân, nâng cao ý thức cộng đồng và thúc đẩy quá trình sản xuất bền vững, tiêu dùng bền vững, hướng đến nền kinh tế tuần hoàn tại Việt Nam. Tại tỉnh Long An, ngay từ đầu năm 2024, tỉnh đã tổ chức tuyên truyền tập huấn nâng cao nhận thức về lợi ích việc áp dụng sản xuất sạch hơn trong công nghiệp cho các cấp và các cơ sở sản xuất công nghiệp, tuyên truyền về tác hại của túi ni lông khó phân hủy, nhựa sử dụng một lần, tiến tới chuyển đổi sử dụng túi ni lông có khả năng tự phân hủy, các sản phẩm thân thiện với môi trường tại các chợ, siêu thị, trung tâm thương mại tại tỉnh. Xây dựng tài liệu hướng dẫn, giảm thiểu thu gom, tái sử dụng chất thải, phổ biến hướng dẫn và nhân rộng các mô hình thực hành tốt về phân phối xanh và bền vững. Long An đã tích cực hỗ trợ doanh nghiệp và người tiêu dùng áp dụng các giải pháp phương thức đổi mới sáng tạo, ứng dụng chuyển đổi số trong sản xuất kinh doanh, liên kết bền vững để sử dụng có hiệu quả tài nguyên, nhiên liệu, nguyên vật liệu, giảm thiểu phát sinh chất thải, thúc đẩy nền kinh tế tuần hoàn và phát triển bền vững. Đối với cái chương trình mà tiêu dùng bền vững đối với Long An thì nhận thấy được cái vấn đề này thì tỉnh ủy, ủy ban cũng giao cho Sở Công Thương Long An thì cũng như các địa phương khác thì đối với tiêu dùng bền vững mình phải nghĩ nó dài hơn, nó phải xa hơn thì hướng tới xanh, sạch và giảm thiểu cái tín chỉ carbon. Ngoài việc mà hỗ trợ các cái đơn vị doanh nghiệp làm ra cái sản phẩm tốt hơn, chất lượng hơn, thân thiện với môi trường thì nghiên cứu tới cái việc mà xây dựng thương hiệu, mã kho, mã dạch, mã dùng trồng, bao bì nhãn mác có thể truy xuất được nguồn gốc xuất xứ. Thực hiện chương trình hành động quốc gia về sản xuất và tiêu dùng bền vững, thời gian qua, Gia Lai đã tập trung đẩy mạnh truyền thông về sản xuất và tiêu dùng bền vững, xây dựng mạng lưới liên kết hợp tác xã sản xuất và tiêu dùng bền vững theo các ngành, hỗ trợ kỹ thuật đánh giá sản xuất sạch hơn cho các cơ sở sản xuất công nghiệp, kinh doanh thương mại, dịch vụ trong lĩnh vực công thương. Sở Công Thương đã xây dựng tài liệu phổ biến chính sách pháp luật, các mô hình thực hành tốt gắn với chuyển đổi số, từng bước thực hiện chia sẻ dữ liệu số trong công tác thông tin tuyên truyền về sản xuất và tiêu dùng bền vững. Gia Lai là một cái tỉnh trung tâm của gọi như là năng lượng. Và năng lượng Gia Lai thì năng lượng sạch. Thứ nhất là thủy điện, thứ hai là gió, thứ ba là mặt trời và không có sử dụng năng lượng hóa thạch. Đấy là một trong những yếu tố rất là lớn để phục vụ cho tất cả quá trình sản xuất. Cái thứ hai, trong cái quá trình phát triển vừa qua thì thực hiện cái chủ trương của Bộ thì Gia Lai đang hướng đến cái việc mà xây dựng các cái khu và cụm công nghiệp. Và các cái khu cụm công nghiệp này yếu tố đầu tiên là phải xanh sạch, bảo vệ môi trường và thu hút những cái doanh nghiệp mà sản xuất xanh sạch. Ngoài ra, Gia Lai còn thúc đẩy sản xuất sạch hơn, sản xuất các sản phẩm thân thiện môi trường, áp dụng mô hình liên kết bền vững theo chuỗi vòng đời sản phẩm, thực hiện đánh giá hiện trạng, mạng lưới liên kết giữa nhà cung cấp nguyên nhiên liệu, nhà sản xuất, phân phối, người tiêu dùng đối với các nhóm ngành trên địa bàn tỉnh. Hỗ trợ doanh nghiệp trên địa bàn tỉnh áp dụng các giải pháp phương thức nâng cao hiệu quả sử dụng nguyên nhiên vật liệu năng lượng. Để lan tỏa cũng như là phát triển theo cái nông nghiệp xanh, sản xuất sạch, chế biến sâu thì bác A đã xác định được cái mục tiêu của Kim Chỉ Nam của mình trong việc trồng thì chuyên trồng về chăm sóc hữu cơ cho cây cà phê để làm sao cái cây cà phê nó sẽ phát triển bền vững và nó sẽ ra quả hoặc là sản phẩm nó sẽ phải là ngon, đậm vị hơn. Còn trong chế biến thì sẽ là sản xuất sạch, sạch ở đây như đã đề cập, đó là sản phẩm phải là healthy, phải là thuần tự nhiên vì bản thân cái cà phê thì nó đã ngon rồi. Đấy, mình chỉ cần đẩy hương vị tự nhiên của cà phê lên thì át hẳn thì cà phê sẽ ngon, sẽ có những cái công dụng tốt của nó. Sản xuất và tiêu dùng bền vững hướng tới phát triển kinh tế tuần hoàn đang trở thành xu hướng của các quốc gia, nhất là khi nguồn tài nguyên trên thế giới ngày càng cạn kiệt. Tại Việt Nam, kinh tế tuần hoàn đã được xác định là một trong những định hướng phát triển đất nước giai đoạn 2021-2030, chuyển dịch năng lượng, sử dụng năng lượng tiết kiệm và nâng cao hiệu quả của chương trình quốc gia về sản xuất và tiêu dùng bền vững được coi là những trụ cột quan trọng mà Bộ Công Thương đang triển khai tại các địa phương trên cả nước nhằm góp phần hiện thực hóa mục tiêu Net Zero vào năm 2050
theo cam kết của chính phủ Việt Nam tại COP26.